Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật ngày hôm nay. Trước hết là cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Từ ở Thái Lan về đây thì giờ giấc vẫn còn bị lộng cộng một chút xíu cho nên sáng ngày hôm nay thức dậy trễ và cái chương trình vô đề bị trễ hết gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Đáng lý 7 giờ sáng giờ của Cali. Bây giờ là gần 8 giờ rưỡi sáng. Do đó thì cáo lỗi cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong cái sự trễ nải này. Bởi vì từ Thái Lan về đây vẫn chưa điều chỉnh được cái giấc ngủ của, của tôi cho nên là chương trình vô đây bị trễ cả cá lỗi cùng tất cả các khán giả và trước hết cảm ơn tất cả các khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và Trước khi đi vào phần chương trình vô đề ngày hôm nay, thì vẫn cho phép phong nhắc lại là cuối tuần tới, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ ngày 8 cho tới ngày 10 tây tháng 3, thì tại Houston sẽ có một cái chương trình đại đại nhạc hội do công ty Teletron tổ chức ngay tại trụ sở của công ty Teletron nằm ngay trên đường Bel Quý vị nào ở Hilton và các vùng phụ cận có thể ghé tới công ty Teletron để à, tìm hiểu thêm chi tiết à, và liên lạc với lại à, số điện thoại là 1-877-892-6999, 1 chín -892, 892 6999 để biết thêm chi tiết. Đó là cái à, thông báo của công ty Teletron về à, cái chương trình đại nhạc hội ở tại thành phố Hilton từ ngày 8 cho tới ngày 10 tây. Đó là cái phần thông báo của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người và một lần nữa cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi cho sự trễ nải của cái chương trình vô đề sáng ngày hôm nay đáng lý 7 giờ sáng là chúng ta có chương trình vô đề nhưng mà phong về từ thái lan bay về thì vẫn chưa điều chỉnh được giấc ngủ do đó thì cái chương trình vô đề bị trễ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi và bên cạnh đó thì cho phép phong được đưa một cái thông báo đặc biệt là à, bắt đầu từ à, tuần này thì vẫn đi cái chương trình thường lệ tức là từ thứ hai tới thứ sáu vẫn là các cái chương trình bình thường của TNP Channel bên cạnh đó thì thứ bảy chủ nhật có thể sẽ extra thêm cái chương trình live cho quý vị chưa biết được thì phòng đang sắp xếp hy vọng rằng là sẽ có sự tham gia đông đảo của tất cả các thính giả ở khắp nơi đó là cái thông báo của phòng liên quan tới cái chương trình của TNP Channel và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều tôi biết là sáng nay trễ cho nên có nhiều người chưa có vào comment để mà đặt câu hỏi liên quan tới những cái uh, vấn đề mà quý vị quan tâm. Vẫn mong rằng là tất cả các thính giả ở khắp nơi sẽ có những cái đề tài uh, tương đối là nó thú vị hơn và nó tránh uh, được cái thằng chúng ta thảo luận về mà mỗi cuối tuần uh, mỗi một ngày trong cái chương trình thời sự và ngày hôm qua thì quý vị biết là uh, cựu tổng thống Trump đã tiếp tục chiến thắng ở một số tiểu bang trong đó bao gồm cả ở Missouri và ở Idaho. À, coi như là ông đã chiến thắng trong các cuộc caucus thì à, các cái cuộc caucus này là họp kín tức là không có phải là bầu sơ bộ thì à, ông trump đã chiến thắng trước đó là ở michigan và ngày hôm qua thì ở tại à, missouri và ở tại à, idaho thì ông trump cũng đã đánh bại bà nikki haley gần như là ông thắng liên tục các cái tiểu bang và các cái vùng à, lãnh thổ và đây được xem là một trong những cái à, chi tiết mà tôi có được trong cái bản tin thời sự vào sáng ngày hôm nay quý vị đón xem bởi vì à, gần như là ngày hôm ngày mai là thứ hai thì thứ ba tuần này sẽ là cái ngày Super Tuesday tức là khoảng 15 tiểu bang sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm cả California thì à, tôi nghĩ rằng là sau ngày 5 tây tháng 3 thì bà Nikki Haley nếu lần này đại bại thì bà ta có thể sẽ bỏ cuộc giữa chừng đó là một trong những cái uh, uh, tin đoán của tôi bởi vì hôm nay là ngày thứ ngày chủ nhật rồi còn hai ngày nữa sẽ là ngày super Tuesday và theo đó thì à, gần như là cựu tổng thống trump vẫn là thống trị ở bên đảng cộng hòa mặc dù rằng là có những cái uh, tin tức không tốt lắm về cái uh, cuộc chiến pháp lý của ông bên mà cái phần của dân sự tức là ông đã thua liên tục hai hai vụ án về dân sự tuy nhiên thì uh, vụ uh, các vụ án hình sự có thể sẽ bị dời lại nếu như mà tối cao pháp viện từ đây cho tới tháng 4 mà đưa ra cái uh, À, đưa ra cái à, phán quyết hai cái phán quyết thứ nhất là tên của ông có trên phiếu bầu hay không và thứ hai là quyền miễn tố của cựu tổng thống Trump thì quyền miễn tố này sẽ được duyệt xét vào ngày 22 tới tháng 4 còn à, cái vấn đề mà gọi là tên ông có tên phiếu bầu hay không thì vẫn chưa biết được là à, tối cao pháp viện sẽ đưa ra phán quyết như thế nào tuy nhiên từ đây tới cho tới à, tháng 4 thì có lẽ là tất cả phán quyết sẽ được đưa ra và như vậy thì à, ông Trump càng lúc k có vấn đề liên quan tới pháp lý thì cái uh, việc mà ủng hộ ông càng cao hơn. Ngày hôm qua gần như là tiểu bang Idaho và tiểu bang uh, Missouri, ông Trump đã đánh bại được bà Nikki Haley riêng tại Missouri. Thì uh, cả hai nơi này đều có cái quy định nếu như mà một ứng cử viên nào mà có 51% sự ủng hộ của đại biểu đoàn thì winner take all, tức là họ sẽ lấy hết tất cả đại biểu đoàn ở tiểu bang đó. Và hiện nay thì ở Idaho, ông Trump gần như là lấy hết đại biểu đoàn riêng tại Missouri thì vẫn đang tiếp tục đếm và nếu như mà ứng cử viên nào dưới 15% khối phiếu của đại biểu đoàn thì sẽ không được lấy một đại biểu đoàn nào. Đây là cái quy tắc của các cái cuộc họp kính hoặc là sơ bộ ở các tiểu bàn này. Đó là cái thông báo của phòng. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị. OK, anh có nghĩ bà Harley làm cho bọn Rhino hiện hình hay không? Tôi chưa biết nhưng mà tôi nghĩ rằng là những kẻ không thích ông trump vẫn đang đầu tư vào bà nikki haley thì à, có điều là lần này thì à, cái số lượng ủng hộ cho bà ta rất ít trên thượng viện chỉ có một duy nhất một thượng nghị sĩ ủng hộ cho bà ta hầu hết còn lại đều ủng hộ cho ông trump thì quý vị ngay cả những ứng cử viên gốc việt ở california bây giờ đua nhau đưa hình của ông trump lên để mà giành phiếu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày thứ ba này thì quý vị thấy rõ ràng là các ứng cử viên của à, gốc Việt ở quận Cam thôi đó Không có liên can tới bầu cử của liên bang đó Họ vẫn liên tục đưa hình người thì đưa đăng tên tin là ông đã được ông Trump được đề cử của Đảng Cộng Hòa California và họ được đề cử. Người thì là đại biểu đoàn của ông Trump ở tại California vân vân và vân vân. Thì quý vị biết lần này là cái tên của cựu tổng thống Trump dường như là một cái thương hiệu giúp cho họ thắng cử nha. Rồi phong nhận xét gì Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị đã đàn áp nhân quyền gắt gao hơn kể cả đầu tư từ nước ngoài thứ nhất là tôi nói với quý vị là trong mấy ngày qua là có một số những người bất đồng chính kiến và một số nhà báo tự do đã bị bắt giữ và bị đàn áp thì cái này là cái thông lệ mỗi một năm của cộng sản việt nam khi mà họ sắp sửa có một cái cuộc gặp gỡ với phía của hoa kỳ hoặc là liên hiệp âu châu họ lại bắt giữ một số người và sử dụng những người này làm con tin để mà trao đổi với lại các uh, giới chức ngoại giao của hoa kỳ và của liên hiệp âu châu thì việc bắt bớ trong thời gian qua với Nguyễn Trí Tuyển hay là Nguyễn Vũ Bình thì tôi nghĩ rằng là có cái uh, chuẩn bị cho một cái cuộc đàm phán mới nhất là cộng sản Việt Nam đang tìm cách đàm phán để tháo gỡ cái uh, khó khăn mà phía Liên hiệp Âu Châu đã áp dụng với lại cái ngành nông hải sản của Việt Nam và bên cạnh đó thì uh, phía về uh, Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa Việt Nam vào danh sách của quốc, những quốc gia thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính sắp sửa đưa ra thì tôi nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng các người bị bắt như một thứ con tin để trao đổi với Hoa Kỳ và với lại Liên hiệp Âu châu nha. Rồi. Rồi hôm qua đại VTV thông báo đồng đồng Tháp có vùng bị nhiễm mặn đó chú. Quý vị không chỉ có đồng Tháp không mà dọc theo dòng sông Cửu Long thì bây giờ hầu hết nhiều nhiều khu vực đã bị nước biển xâm nhập là bởi vì cái tình trạng khai thác vô tội vạ hút cát bán và cho xây dựng một cách vô tội vạ nó đã khiến cho khu vực ở đồng bằng sông cửu long thấp hơn so với mặt biển và điều này đã dẫn tới nước biển à, tràn vào và giết chết phù sa ở dòng sông cửu long thì quý vị cái này không thể đổ thừa cho vấn đề nước biển cao hay là nước biển thấp được mà do chính những kẻ cai trị đã để cho cái việc xây dựng vô tội vạ và hút cát bán một cách vô tội vạ để mà À, khai thác thì bây giờ đây là hậu quả nha rồi tiếp tục ok à, thao túng tiền tệ là gì tức là nó gọi là currency manipulate tức là tự ý mình à, điều chỉnh giá tiền tệ mà không để cho nó phát triển tự nhiên theo thị trường mà cái kẻ cai trị đã nhúng vào control kiểm soát để nó gọi là thao túng tiền tệ ngành tiền tệ tức là currency nó phải lên xuống theo giá của thị trường nó phải lên xuống theo giá của thị trường theo cái cái cung và cái cầu không thể dùng cái quyền lực của mình để áp đặt giá cả ở trên thị trường thì cộng sản Việt Nam bị buộc tội là thao túng tiền tệ là như vậy nha rồi à nhiều bài hát của ông chế linh à, con cũng không thích nghe vì mấy bài đó nghe sầu não quá thật sự tôi không có chê nó sầu não nhưng nó không hợp với cái style của tôi thôi tôi thì tôi thích cái dòng nhạc có cái tính chất gọi là à, soprano hay là opera nhiều hơn là... chứ lại trong khi vợ tôi hay chị Hương Lan những người xung quanh tôi đều hát cái dòng nhạc đại chúng cả. Anh Chí Linh cũng vậy. Dòng nhạc đó rất dễ hát. Dòng nhạc đó chỉ cần nghe qua một lần là quý vị có thể hát theo được. Thì cái dòng nhạc đó tương đối nó dễ hơn cho nên nó dễ đi vào lòng của đại chúng hơn. Còn cái dòng nhạc mà tôi thích thì nó lại khó hát hơn. Nó lại khó hát những bản của bố Phạm Duy hay là những bản của Ngô Thụy Miên, nó có những cái nốt thật là thấp hoặc là những cái nốt lên bất ngờ thật là cao thì trong cái ngành kỹ thuật mà sáng tác âm nhạc đó thì các nhạc sĩ thường đưa những cái uh, lối này thì rất là khó còn những cái dòng nhạc mà nó bình, bình 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 kiểu này đó thì dễ hát lắm thì nhạc của anh Chế Linh hay là nhạc của chú Lâm Phương hay là nhạc của nhạc sĩ anh Bằng Trúc Phương đồ đó thì họ sáng tác thì cái cái hướng này dân chúng dễ hát hơn nó gọi là dòng nhạc đại chúng nha rồi à Phạm Minh Chính qua út xin tiền phải không có bao giờ mà quan chức cộng sản việt nam không đi đâu mà xin tiền hết mà không xin tiền đâu họ đi tới bất kỳ một nước nào thì họ cũng ăn mày hết không ăn mày chuyện này cũng ăn mày chuyện kia cái chuyện đó là chuyện bình thường à, vấn đề còn lại là người ta có cấp hay không mà người ta cấp với tư cách như thế nào với tư cách là một quốc gia lớn để mà hỗ trợ cho một quốc gia đang phát triển hay là với tư cách là bố thí nó khác nhau nó khác nhau xa lắm thì vấn đề còn lại là các quốc gia đó sẽ cho tiền như thế nào thôi họ sẽ cho nhưng mà họ cho với tư cách như thế nào, cho theo kiểu bố thí nó khác, còn cho theo kiểu là tương trợ với tinh thần có chung giá trị nó khác nha. Rồi à, à. sắp tới chú Phong có đi du lịch Đức không vì cô Phượng Mai kêu quá trời. Tôi chưa biết, mặc dù bà xã tôi có thúc tôi là đi qua Âu Châu một chuyến để biết cái quê hương của bà xã tôi, nhưng mà tôi lại không thích đi Âu Châu. Nhất là cái giai đoạn này tôi lại càng không thích đi Âu Châu nữa. Thì có thể là trong tương lai sẽ sẽ đi nhưng mà còn bây giờ thì chưa biết tại vì Âu Châu thật sự tôi chỉ muốn tới một nơi thôi nhưng mà nơi đó thì đang có căng thẳng tức là, là dòng sông đa nước đó là dòng sông mà nó bắt 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 đầu từ đệ nhất thế chiến cho tới đệ nhị thế chiến thì nếu Âu Châu tôi đi là tôi đi những chỗ này là tôi muốn chứng kiến được cái nơi mà nó xuất phát của đệ nhất đệ nhị thế chiến có điều là thời điểm này tôi chưa muốn đi Âu Châu mà bà xã tôi thì bà thúc tôi rất là nhiều có điều là từ từ rồi tính còn bây giờ thì đang tập trung vào trong năm nay thì có lẽ không có đi nước ngoài nhiều ngoại trừ cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi. À, bởi vì năm nay là năm bầu cử tại Mỹ. Sẽ có nhiều cái vấn đề xảy ra. Và có lẽ là tôi sẽ ở mẹ lại nước Mỹ nhiều hơn trong năm nay nha. Ok. Theo chú Phong, dân trí Việt Nam và dân trí Philippines, dân trí nước nào cao hơn nhiều. Người Việt coi thường Philippines ổ chuột nhiều lắm. Vấn đề ở chỗ là dân trí của Việt Nam không bằng Philippines nếu xét về cái phương diện giáo dục, các trẻ em Philippines từ lúc nhỏ họ đã được học song ngữ, tức là vừa Anh ngữ vừa tiếng Philippines. Philippines là cái nơi duy nhất và Philippines và Ấn Độ là hai nơi là họ giảng dạy song ngữ, tức là ESL á là English as a second language, tức là cái pha chương trình mà uh, Anh ngữ là cái môn, uh, là cái cái, cái uh, ngôn ngữ thứ hai đó. Tại Philippines và tại Ấn Độ, do đó nội cái này không mình đã thấy trình độ họ hơn rồi. Thứ hai, hệ thống giáo dục của Philippines rất tốt. Ok. Hệ thống giáo dục Philippines hiện nay chỉ bị một cái vấn đề duy nhất là họ đang bị đối diện với hai cuộc chiến. Cuộc chiến thứ nhất là chống lại cái nhóm Hồi giáo à, ở Mindanao, Mindanao, tức là cái nhóm Hồi giáo cực đoan ở đây. Và thứ hai là nhóm Cộng Phi, tức là nhóm đi theo chủ nghĩa Marxist. Suốt mấy chục năm nay, Philippines đang vướng vào hai cuộc chiến này, kéo dài nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi thì uh, do đó họ chưa phát triển được tuy nhiên giờ đây thì uh, với cái chính sách mà chuyển trục Á Châu Hoa kỳ và cái quyết định cứng rắn của ông uh, Ferdinand Marcos Jr thì tôi tin rằng kinh tế của Philippines sẽ phát triển rất tốt trong thời gian tới ok còn về giáo dục thì họ hơn hẳn Việt Nam bởi vì họ có cái uh, hệ thống giáo dục rất là tốt nha rồi tiếp tục Muốn tìm hiểu về ngữ âm tiếng Việt trước 70 năm theo anh những cuốn sách nào là tốt nhất? Thật sự có một số như là Toan Ánh hay là của cụ Dương Quảng Hàm. Nhưng mà tôi không biết những cái sách này còn hay không. Lúc bé tôi được đọc những uh, cái cuốn của, của uh, ví dụ như là cuốn từ điển của cụ Dương Quảng Hàm hay là những cái sách mà viết song ngữ Pháp Việt của cụ Toan Ánh. Thì tôi có đọc thì bây giờ tôi không biết nó còn hay không. Nó còn sót lại hay không. Nhưng mà hai cái, cái, cái tác giả này là những người mà họ sử dụng đúng cái ngôn ngữ của miền Nam Việt Nam ngày xưa nha, yeah. ok rồi Mitch McConnell từ chức anh à, có nghĩ ai có khả năng cao thay thế, người mà có khả năng thay thế tức là ông à, thượng nghị sĩ của Sao đặt Dakota tức là cái người vừa rồi mà ông John Thune ông là nhân vật số 2 của đảng Cộng Hòa tại sàn thượng viện thì ổng là người nhân vật số 2 của đảng Cộng Hòa do đó ổng là người có chiều hướng là được ủng hộ nhiều hơn Tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn có ông Rich Scott đang duyệt xét việc ra tranh chức chủ tịch của khối thiểu số bây giờ. Và nếu mà đảng Cộng hòa thắng lại khối đa số thì sẽ là chủ tịch khối đa số. Tuy nhiên thì uh, theo tôi biết thì ông John uh, Thun, Whip John Thun của South Dakota, ông là người nhân vật được xem là số 2 của đảng Cộng hòa. Cách đây vài ngày ông đã endorse ông Trump đó. Thì ông được xem là nhân vật quyền lực số 2 của đảng Cộng hòa sau Mitch McConnell thì có thể ổng là người sẽ được chọn là cái người thay thế cho Mitch McConnell nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. Năm nay chú có hướng dẫn bầu cử như năm trước nữa không? Tôi nghĩ rằng không cần nữa là bởi vì khán giả của TNB Channel kể từ 4 năm qua họ đã biết được thể thức bầu cử. Họ đã biết được những cái, cái bầu cử từ cấp địa phương, à, tiểu bang cho tới liên bang rồi. Tôi nghĩ là không cần thiết nữa. Và hầu hết những khán giả của TNB Channel bây giờ họ còn rành bầu cử hơn ngay hết họ còn rành bầu cử hơn ngay hết do đó thì tôi không nghĩ là còn cái bản hướng dẫn nữa có điều là nếu nếu như mà có một số nơi mà có hai ứng cử viên đảng cộng hòa họ bị cần thì à, tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm hiểu thông tin của hai ứng cử viên đó nếu như có hai ứng cử viên đảng cộng hòa ra cùng một vị trí thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ chọn họ sẽ lên google họ đọc để họ biết được người nào ra sao còn à, bình thường thì họ đã biết hết cái thủ tục và cái cách bầu cử rồi nha. Rồi tiếp tục. À, đi chơi về bệnh luôn hả? No, bệnh thì không bệnh. Nhưng mà chưa điều chỉnh được giấc ngủ. Tối hôm qua quý vị biết là 3-4 giờ sáng tôi vẫn chưa ngủ. Tính tiếp một chút xíu là bắt đầu làm việc. Thì cái nằm ngủ luôn cho tới 8 giờ mới dậy. Thì có nghĩa là chưa điều chỉnh được giấc ngủ tại á châu thôi chứ không có bệnh gì cả bình thường thì vẫn là tốt nhưng mà có điều là à, sáng ngày hôm nay thì à, hơi kẹt một chút xíu là thức dậy trễ là bởi vì chưa điều chỉnh được giấc ngủ từ á châu với lại là tên Mỹ nha rồi ok nếu như em có bà con bên Hoa Kỳ nhờ bảo lãnh con à, em qua Mỹ theo diện con nuôi thì được không ạ à? và nếu được thì quy định và thủ tục có khó không và mất thời gian khoảng bao lâu thật sự thì duy nhất chỉ có một trường hợp nhận con nuôi ở việt nam được thành công là của nữ tài tử angelina jolie là cô là người nổi tiếng thì thật sự bên phía việt nam và phía mỹ vẫn chưa có thỏa thuận về nhận con nuôi hai bên vẫn chưa có thỏa thuận nếu nhận con nuôi ở thái lan thì được nhưng ở việt nam không có tại vì thái lan với hoa kỳ đã có những cái thống nhất về luật lệ và cái quy tắc thì họ có còn riêng trường hợp của việt nam chưa bao giờ có tức là không có nhận con nuôi do đó thì theo tôi biết là như vậy và trường hợp duy nhất là cô tài tử Angelina Jolie đó là bởi vì cổ là một minh tinh tài tử nổi tiếng khắp thế giới và có thể là do cái yếu tố đó thì cổ à, qua vượt qua được cái, cái 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 gọi là thỏa thuận này cho tới giờ phút này thì giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có ký kết bất kỳ một cái thỏa thuận nào về lĩnh vực gọi là nhận con nuôi cả do đó tôi không nghĩ rằng là nó xảy ra nha lớp trẻ việt nam chỉ biết nguyễn ánh cộng rắn cắn gà nhà không biết đến công lao của ông thật sự quý vị công lao của nguyễn ánh đầu tiên hết là thống nhất quốc gia thống nhất quốc gia đó là cái công lao đầu tiên và nếu mà nói tới uh, tổ tông của nguyễn ánh thì chú nguyễn hoàng là uh, tổ tông của nguyễn ánh là người có công khai phá miền nam và chú nguyễn ánh cũng đã có những cái công thứ nhất là ổng thúc đẩy được cái uh, nền kinh tế thứ hai là ổng thay đổi được một số những cái quy tắc nó không còn lệ thuộc nhiều vào cái hệ thống hành chánh giống như Trung Hoa. Các đời tà quân chủ trước của chúng ta, từ cái thời nhà Lê trở về trước, thì quý vị biết là cái hệ thống quân chủ của chúng ta, nó là cái bản copy, nó là cái bản copy hệ thống hành chánh giống tương tự như là của Trung Hoa. Nhưng mà chú Nguyên Ánh đã lắp đà, đã sắp đặt theo kiểu khác, nó nó khác biệt đi, nhờ như vậy mà nó phát triển được cái miền Nam tốt hơn nó phát triển được cái miền Nam tốt hơn thì chú Nguyễn Ánh có nhiều công lao tuy nhiên trong cái cuộc chiến mà gọi là giành quyền về à, quản trị đất nước thì ở à, chú Nguyễn Ánh có một lần duy nhất là mời Simla tới hỗ trợ cho ông thì đó là lần duy nhất mà thôi đó là lần duy nhất mà thôi thì cộng sản có thể chụp mũ cho ông là cổng trắng cắn gai nhà bla 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 nhưng mà quý vị nếu mà xét một cách công bằng công lao của Nguyễn Huệ là đánh đuổi được cả 20 vạn quân thanh 20 vạn quân thành thì đó là cái công lao lớn của Nguyễn Nguyễn Huệ nhưng nếu mà nói về công lao ổn định thời cuộc và cái công lao mà định hình được cả toàn quốc á, thì phải nói là chú uh, Nguyễn Ánh Gia Long do đó công trạng của mỗi một người có một cái vị trí khác nhau công trạng mỗi một người có một vị trí khác nhau chúng ta không thể so sánh cái này với người khác tại vì mỗi một người có một sở trường khác nhau nha rồi tiếp tục ok à các vụ kiện của cựu tổng thống trump dân mỹ có hỗ trợ tài chính không và đã được bao nhiêu rồi anh thứ nhất là ông có quỹ pháp lý nhưng mà cũng không được bao nhiêu cả bây giờ thì đang có cái ý định là đảng cộng hòa sẽ chi một số tiền pháp lý cho ông trump tuy nhiên việc này cần phải được sự thống nhất trong đảng cộng hòa thì vẫn còn một số những cái lớn cấn ở trong đó thì tôi nghĩ rằng là trước sau gì thì cũng có cái hỗ trợ về pháp lý nhưng mà nó sẽ không nhiều nó sẽ không nhiều lắm vài chục triệu đô la là cùng Ok Thì vấn đề còn lại là ông Trump phải tự mình lo Thì tôi nghĩ rằng là ông Trump lo được Bởi vì chỉ cần cái trang tru hôm nay là hình như ba mươi mấy gần bốn chục Mỹ Kim đó Mà quý vị đã đẩy được cái giá của trang tru sô lên được bảy tám chục Mỹ Kim thôi Là ông Trump dư sức chi phí hết tất cả những cái vấn đề pháp lý rồi Ok Ông Trump sẽ chơi mà tôi nghĩ rằng sẽ lên Bởi vì à, từ đây tới à, sau bầu cử sơ bộ thì khi mà ông Trump chính thức trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thì tôi nghĩ rằng giá trị trang tru sô so sô so của ông sẽ vọt lên. Và lúc đó dư sức để ông có thể chi trả tất cả những cái quỹ pháp lý nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À. chú hỏi chú có quốc tịch Phần Lan muốn thủ tục qua Mỹ có được không? Làm thủ tục khó không? Thứ nhất theo tôi biết thì Phần Lan là À, tức là Finland đó, là họ nằm trong cái khối của Âu Châu đã có hiệp ước với Hoa Kỳ là về miễn phí visa. Tức là quý vị có thể mua vé đi thôi, không cần xin chiếu khác. Ở Phần Lan đó, tức là Finland đó, thì theo tôi biết là như vậy. Nhưng mà còn à, vấn đề chi tiết những năm sau này có thay đổi hay không thì tôi không biết. Nhưng mà trước đó thì Phần Lan và một số những quốc gia nằm trong Liên Hiệp Âu Châu đều có cái hiệp ước với phía Hoa Kỳ là miễn phí visa. Tức là nếu có quốc tịch chỉ có mua vé đi chơi thôi. Không cần phải xin visa gì cả nha. Giới trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc có xu hướng lười sinh con, Việt Nam cũng thế, theo chú thế nào họ suy nghĩ tiêu cực không? Không những là Hàn Quốc, Trung Quốc và ngay cả Nhật Bản và kể cả Hoa Kỳ luôn. Dường như cái thế hệ gọi là Gen Z nè, là nó không muốn sinh con. Nó không muốn sinh con ở cái thế hệ Gen Z này tôi không biết là cái hệ thống giáo dục và cái cái trend của tuổi trẻ như thế nào nhưng mà hầu hết giới trẻ của Á Châu và của nước Mỹ từ Nhật Bản qua Nam Hàn Trung Quốc à, kể cả Đài Loan luôn là họ lại không muốn sinh con tôi không biết lý do tại sao mà giới trẻ Gen Z kỳ này nó có cái trend lạ như vậy trừ ở Trung Mỹ và Nam Mỹ hay là Trung Đông thì họ vẫn, họ vẫn bình thường vẫn sinh, sinh con để cái hay là ở Ấn Độ còn ở những cái quốc gia này đó, được xem là đang phát triển đó Thì nó lại không muốn sanh con Có lẽ là nó muốn nha, dành dồn nhiều thời gian để lo cho sự nghiệp nhiều hơn Tôi nghĩ là như vậy Chứ không phải riêng chỉ có Trung Quốc với Hàn Quốc đâu Ngay cả tại Nhật Bản Ngay tại Đài Loan Ngay cả tại Mỹ luôn Thì giới trẻ cũng không muốn sanh con nha Rồi tiếp tục Ok Mỗi lần tự học tiếng Anh con đều lên Youtube của anh Thái Vi Lan hồi xưa thực hiện để coi và học lại. Tiếc là anh đoạn mệnh quá. Ok. Dạ, yeah, Thái Vi Lan mất mấy năm rồi. Tới là 2017, tới đây là coi như là 7 năm rồi. Ok. Thái Vi Lan được xem là một trong những người đi tiên phong trong vấn đề giảng dạy Anh ngữ uh, trên cái chương trình của Thái Vi Lan. Nhưng mà Thái Vi Lan mất rồi thì sau này tôi có một người bạn, cổ là tướng ngôn viên đài truyền hình số 9 và số 2 trước đây tức là đài CBS và đài k đó là Li Na Nguyễn thì Li Na Nguyễn vẫn tiếp nối và Li Na Nguyễn thì cái cách phát âm rất là chính xác hơn cả Thái Vi Lan nữa tại vì Li Na Nguyễn là một sướng ngôn viên đài truyền hình của Mỹ do đó cách phát âm tiếng Mỹ của cổ rất là tốt thì quý vị muốn thì quý vị vào cái channel của Li Na Nguyễn thì uh, Li Na Nguyễn vẫn duy trì cái việc mà giảng dạy Anh ngữ ở trên cái trang chan, cái channel của cổ thì tôi nghĩ rằng là vẫn có những người khác tiếp nối sau Thái Vi Lan thì cũng có những người khác ít nhất Li Nguyễn cái cách uh, phát âm tiếng Mỹ của cổ rất là chính xác thì quý vị có thể uh, vào channel của Li Nguyễn học nha Nguyễn Chí Tuyển nó bắt đi vì ảnh chửi uh, bu uh, tin chúng nó bắt ở uh, gì đây uh, chứ uh, Nguyễn Chí Tuyển có uh, đã có đã, đã hành động gì đâu mà cha con tụi nó thật sự quý vị tôi đã nói rằng là khi mà cộng sản có nhu cầu đã đối thoại với một số những quốc gia lớn như Hoa Kỳ hoặc Liên Hiệp Âu Châu thì trước trước và sau khi đối thoại nó vẫn bắt bớt đây là cái truyền thống của Cộng sản từ xưa tới nay sử dụng công dân của mình làm con tin để mà trao đổi với nước ngoài do đó việc bắt Nguyễn Chí Tuyển hay là bắt Nguyễn Vũ Bình thì là cái hành động được xem là một trong những cái hành động rất bình với giới đấu tranh người ta nhìn thấy rất là bình thường nhưng mà đối với những người chưa bao giờ nhúng tới đấu tranh thì thấy cảm thấy lạ. Nhưng mà đối với chúng tôi thì uh, trong cái phong trào đấu tranh lâu nay chúng tôi biết là Cộng sản luôn thụ, dùng cái cách này để mà thương thảo với Âu Châu và với Hoa Kỳ. Và đặc biệt là với Hoa Kỳ thì cái ra uh, tôi nói 80% đám bộ ngoại giao đều là thành viên của đảng Dân Chủ hoặc là những kẻ có cảm tình với đảng Dân Chủ. Thì những kẻ này á, uh, là thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam. Họ thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam và cuối cùng cộng sản việt nam đạt được mục đích mà những người này cuối cùng từ cái mục tiêu buộc cộng sản việt nam phải cải thiện nhân quyền chuyển thành cách đòi trả tự do cho những người đó và cuối cùng thì có một số người lại được đẩy ra khỏi việt nam thì cái cách này từ xưa tới nay đảng cộng sản vẫn sử dụng và nó chưa hề thay đổi nha rồi à con đang học nghề tiện ở mỹ chú cho con hỏi nghề này sau này có bị ai robot giành hay không giành chó hay không trên nguyên tắc thì AI sẽ áp dụng trong cái ngành CNC tức là thợ tiện nhưng mà nếu mà con theo học mà con theo học luôn cả AI thì con sẽ không bị giành chóp còn nếu con chỉ là một cái người thợ tiện điều hành điều khiển máy thôi đó thì chú không nghĩ là con bị bị con chú không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều còn nếu mà con chịu khó học thêm cái ngành AI về CNC đó thì nó tốt hơn Tại vì ngay cả chú bây giờ chú cũng phải đi học về AI. Vừa cho cái ngành phim của chú mà vừa cho ngành của CNC luôn. Tại vì chắc chắn rằng là cái ngành CNC nó sẽ được bùng phát trong những năm tới. Bởi vì cái ngành này bây giờ đó mấy năm nay á nó bị bê bết lắm. Nó bị thê thảm lắm. Nhưng mà kể từ khi ngành quốc phòng bắt đầu bùng phát lại đó thì nghề CNC lại bắt đầu có có cái uh, chiều hướng thịnh vượng trở lại. Bởi vì quý vị biết bây giờ là tất cả các công ty quốc phòng của Mỹ xưa nay đó là họ làm 85%, 15% họ giao ra công ty bên ngoài để mà à, làm cho phụ họ. Còn bây giờ cái nhu cầu quá lớn đi, thì bây giờ ngược lại, họ chỉ giữ lại 15% finalize thôi. Còn 85% là họ đưa ra những công ty bên ngoài làm cho họ hết để kịp cung cấp. Thì cái ngành CNC là dính liền với lại cái ngành quốc phòng. Do đó thì à, cái nghề CNC là tốt nhưng mà phải học thêm AI chứ đừng có ngồi đó dậm chân tại chỗ mà cứ à, à, cứ à, theo cái kiểu mà điều khiển máy thì con sẽ không khá nổi. Và trước sau gì con cũng bị đào thải nha. Rồi tiếp tục. Ok à Nguyễn Chí Tuyển Nguyễn Chí Tuyến mọi Nguyễn... Theo tôi biết hình Nguyễn Chí Tuyến hay Nguyễn Chí tuyển tên thật quả là Chí Tuyển thì phải nha. Rồi à Đảng dân chủ sẽ có những chiêu trò gì cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, anh có thể chia sẻ không? Tôi nghĩ rằng bây giờ họ đã bị à, đóng đinh tất cả những cái đường hướng. Những cái trò mà họ dở ra từ năm 2020, 2022 đã bị vỡ rồi. Và tới bây giờ thì bị vỡ hơn nữa thì cái trò duy nhất mà họ có thể làm được là pháp lý. Họ sẽ sử dụng đơn kiện pháp lý để kiện tụng các kết quả bầu cử hay là chặn đối phương của họ ra tranh cử hay là làm khó làm dễ đối phương. Thì đây là cái cách mà Đảng Dân Chủ sẽ áp dụng trong năm 2024. Thì quý vị thấy trường hợp của Tổng thống Trump là điển hình. Họ sử dụng tất cả những vụ kiện pháp lý để cản trở ông. Thì tôi nghĩ rằng cấp địa phương cũng tương tự như vậy. Do đó tôi mới nói năm nay sẽ có những chuyện chưa bao giờ xảy ra xảy ra. Tức là năm nay cái tiền mà tranh cử sẽ lên tới mức kỷ lục nhất. Nhưng kiện tụng bầu cử sẽ gấp đôi cái tiền quảng cáo bầu cử. Tức là cái tiền kiện tụng bầu cử đó là từ cấp địa phương cho tới cấp liên bang đó thì tôi nghĩ con số tiền này sẽ là khổng lồ nó gấp đôi cái tiền quảng cáo tranh cử luôn Nha yeah. rồi tiếp tục à... vụ án lệ chi viên ai là hung thủ thật sự chú phong cho tới giờ phút này tôi nói thật quý vị nó là một cái vẫn là vụ án chưa có một cái uh, nhìn rõ ràng nó chưa có một cái nhìn rõ ràng và cái vụ án này đã khiến cho gia đình của nguyễn trãi đã bị tru di tam tộc thì quý vị cho tới giờ phút này chúng ta vẫn không có nhiều thông tin về một cách chính xác. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái cuộc gọi là đấu đá quyền lực. Và họ lợi dụng cái phe phái mà tối kỵ cái, cái cái, cái ông Nguyễn Trãi đó. Tức là ức trại thiên sinh đó. Họ cố tình sử dụng cái này để mà triệt phá cái quy thế của ông. Mặc dù lúc đó ông không còn giữ nhiều vai trò quan trọng nữa. Nhưng cái quy thế của ông và học trò của ông nằm trong cái nguồn máy hành chánh của triều đại nhà Lê lúc đó rất là đông. Do đó họ muốn dùng cái vụ án Nguyễn Trãi để mà à, triệt hạ tất cả những thế lực mà họ cho rằng của Nguyễn Trãi. Tôi nghĩ là như vậy thôi. Ok. Còn bây giờ mình không ai biết được cái vụ án lệ chi viên cho tới giờ phút này thủ phạm thật sự là ai. Ok. Rồi. À. OK, đảng dân chủ thật mù mô, có phải Obama điều khiển không? Một phần Obama, nhưng phần còn lại là cái đám cực tả. Đám này nó là thốt xuất phát, nó xuất phát từ đảng dân chủ xã hội từ Âu Châu, nó xâm nhập vào Hoa Kỳ, nhưng mà nó không ngóc đầu nổi tại Hoa Kỳ, cho nên nó chui vào đảng dân chủ để nó hoạt động và bây giờ nó trở thành một cái thế lực mạnh trong đảng dân chủ. Đám này là đám cực tả chuyên về môi trường và nó phối hợp với lại một số những kẻ mà gọi là hoạt động xã hội ở tại Hoa Kỳ tức là thúc đẩy về những cái trò gọi là đem qua đem quá khứ lịch sử lên ăn mày để đòi đòi bồi thường đó thì nó trở thành một cái thế lực khác và nó gây ảnh hưởng trong đại dân chủ nha yeah. rồi tiếp tục à, ok bắt ai em ít buồn anh chí râu em cảm thấy thật buồn ảnh rất nhiệt tình đưa tin tức cuộc chiến Ukraine tôi đã nói quý vị là khi cộng sản đã bắt giữ ai thì nó nó có mục tiêu của nó và kết quả vài năm sau đó thì người này sẽ được can thiệp trả tự do hoặc là được can thiệp ra nước ngoài thì đây là cái trò của đảng, của đảng cộng sản vẫn thường dùng họ sử dụng công dân họ bắt giữ làm con tin nếu Iran nếu Iran và nga bắt giữ con tin ngoại quốc làm con tin để trao đổi hay là Hamas thì cộng sản Việt Nam nó tàn ác hơn rất là nhiều nó không cần bắt con tin ngoại quốc nó bắt ngay con tin của nó ngay công dân của nó làm con tin để nó trao đổi thì cái trò này là cái trò mà chúng tôi đã biết từ nhiều năm nay vấn đề còn lại là do chính quý vị quý vị tự bảo vệ cho nhau ở trong đó hay không còn nếu quý vị đi theo cái hướng mà gọi là đấu tranh đó thì quý vị trước sau cũng bị bắt tại cái hướng đất rất là đơn độc đó trước sau cũng bị bắt trước sau cũng bị bắt thôi nha rồi tiếp tục anh Phong chuyến du lịch vừa rồi Anh cảm nhận người dân bên đó làm ăn kinh tế Con người tốt thế nào anh Thật sự Thái Lan thì 30 năm trước Và 30 năm sau tôi trở lại Thì cái con người của họ vẫn như vậy Tức là họ vẫn hiếu khách Họ vẫn hiền hòa Và à, họ không có chơi, chơi Chơi những cái trò gọi là Gọi là ma bùn gì hết Có điều là cái kinh tế Thái Lan nó sự, có sự thay đổi Nếu 30 năm trước tôi tới Thái Lan Thì nền kinh tế của Thái Lan được đầu tư Trước đó là Anh sau đó là Nhật Rồi tới Đài Loan thì bây giờ khi tôi trở lại thì có một số đầu tư từ Trung Quốc từ Nam Hàn thì tôi thấy à, là nó bắt đầu quảng cáo quảng bá rất là nhiều tuy nhiên thì à, Trung Quốc có phát triển một số những cái à, một số nơi ở tại Thái Lan nhưng nó không làm gì được nhiều là bởi vì đặc biệt là cái kỹ nghệ xe điện Trung Quốc tung xe điện ở khắp nước nhưng mà không tới Thái Lan được bởi vì Thái Lan họ sử dụng một cái nguồn nguyên liệu khác cho xe của họ và Nhật đã chế tạo những cái xe đó cho họ. Thì quý vị là họ sử dụng cái khoai mì trở thành cái nhiên liệu nó gọi là ga sinh học để mà chạy xe. Thì Thái Lan trồng khoai mì rất là nhiều để mà áp dụng cái cái đó làm cái nguồn nguyên liệu. Do nên đó là người Thái họ chạy xe của Nhật rất là nhiều. Tại vì Nhật từ là 50 60 đó họ đã đầu tư hạ tầng cơ sở tại Thái Lan rồi và sau này thì theo tôi được biết thì ông Ram ông ông vua Thái ông Rama đệ cửu tức là đệ ông Rama thứ chín ông đã cải tổ rất là nhiều và từ Rama đệ đệ ngũ là họ đã cải thiện cái nền kinh tế Thái Lan thì đặc biệt là tôi thấy rằng là kinh tế Thái Lan bây giờ họ phát triển rất là tốt đặc biệt là họ nhấn mạnh về kỹ nghệ du lịch kỹ nghệ du lịch được Thái Lan khai thác rất là tận tình và để khai thác được thì từ con người cách đối xử cho tới những cái à, cảnh trí của họ họ biết cách làm để mà thu hút khách du lịch nha ok à. chú phong có hiểu gì về y tế canada không à, ai sao bên đó ai cũng phàn nàn khám bệnh chờ lâu quá tôi không biết chờ lâu là như thế nào nhưng mà ngay cả tại mỹ này nè đi khám bệnh cũng chờ đó nếu mà quý vị tới bất kỳ một văn phòng bác sĩ nào cứ bị hẹn 2 giờ thì khi tới 2 giờ thì y tá cũng làm thủ tục cho quý vị thôi chờ gặp bác sĩ cũng mất cả tiếng đồng hồ và ngay cả vợ tôi nè có hẹn với đại trường với lại cái bệnh viện UCI đó bệnh viện được xem là tốt nhất ở quận ở, ở quận Cam nè thì khi tới nơi á thì y tá họ lấy máu họ thử họ đo tất cả mọi thứ đó rồi chúng tôi cũng phải chờ ít nhất nửa tiếng cho tới một tiếng đồng hồ để gặp bác sĩ tức là thời gian khám bệnh không thôi đó là mất hết nửa ngày rồi thì tôi không biết bên canada như thế nào nhưng bên mỹ là như vậy đó tại vì cái nhu cầu khám bệnh mỗi một tuần của nhiều người quá đông mà cái lực lượng bác sĩ ở bệnh viện thì họ giới hạn về chuyên môn do đó tôi không biết canada như thế nào mà ngay tại mỹ nè mỗi lần tôi đưa dịp vợ tôi đi khám bệnh đó là mất nửa ngày là mất nửa ngày mà tôi thấy là rất đông bệnh nhân thì chuyện này mình là chịu thôi nha rồi tiếp tục à wow anh phong có biết luật sư trong cộng đồng mình chuyên về uh, living trust living trust thì nhiều luật sư làm lắm tại vì nó về luật gia đình luật gia đình thì hầu hết các luật sư ở cali hay ở texas đều dựa trên cái luật riêng đều có cả thật sự thì uh, tùy theo tiểu bang quý vị sống tại vì luật gia đình nó căn cứ theo luật tiểu bang nhiều hơn thì tùy theo luật sư đó ở tiểu bang nào mà hầu hết hầu hết các luật sư mà cốc việc mà ra trường đó đều dính dáng tới vấn đề xe cổ rồi luật gia đình luật thương mại thì họ làm rất là nhiều thì quý vị có thể liên lạc với tất cả và họ làm hết và di trú nữa thì đa số các luật sư trong cộng đồng đó ít đi về những chuyên môn khác họ đi về những cái này nhiều hơn và di trú thì thật sự bất kỳ luật sư nào cũng làm được là bởi vì di trú nó, thể, nó thuộc về luật của liên bang mà luật liên bang thì chỉ cần có bằng hành nghề ở tiểu bang là có thể làm về thuế với về di, về di trú là của liên bang còn cái luật gia đình đó thì nó tùy thuộc vào tiểu bang thì tùy theo quý vị ở tiểu bang nào thì quý vị có thể chọn luật sư ở tiểu bang đó đa số luật gia đình tức là living trust nó thuộc về luật gia đình rồi thì nó là nó đi về cái hướng này nha yeah. rồi tiếp tục à sắp tới cạnh tranh với trung quốc nhật sẽ tăng cường đầu tư vào thái lan bởi vì ngoài người hoa ra người thái lan còn có người nhật là anh em thật sự quý vị thái lan phát triển kinh tế từ tập niên 60 thì nước nhật là nước đầu tiên đầu tư và tất cả các hạ tầng cơ sở của Thái Lan đều do người Nhật xây. Trước đó là người Anh một phần, sau đó là người Nhật. Có thể nói là ở Thái Lan đó quý vị là quý vị thấy người Nhật rất là nhiều. Các cửa tiệm của người Nhật rất là nhiều. Và tôi nhìn thấy những cái đường xá mà người Nhật họ xây cho Thái Lan tới bây giờ đó quý vị suốt hơn uh, coi như là gần 70 60 mấy năm 70 năm rồi đó. Nó vẫn tốt như thường. Người Nhật đã xây dựng đường phố cho Thái Lan và hạ tầng cơ sở và do đó ở Thái Lan quý vị sẽ gặp rất nhiều xe Nhật nha. Pattaya làm du, du, lịch rất chuyên nghiệp. À ok. Thật sự quý vị ở Pattaya họ làm chuyên nghiệp lắm. Nhưng mà tôi cán tôi ngán cái đám khách Trung Quốc nó dồn tới Pattaya. Thật sự tôi rất là ngán cái đám này. Lần đầu tiên tôi đã nghe nói rất nhiều. Nhưng mà tôi chưa có thấy. Cho tới khi bản thân của mình đụng trận. Mình mới thấy cái sự mất dạy của khách Trung Quốc. Bây giờ Pattaya coi như là phân nửa khách du lịch đều là dân Trung Quốc. Phân nửa khách du lịch đều là dân Trung Quốc hết. Các bạn thấy những đoàn xe bus đó toàn là Trung Quốc không? Ok. Thì à, khách nước ngoài lại rất ít, khách nước ngoài bây giờ lại họ lại có chiều hướng một là Bangkok, hai là Chiang Mai, ba là Phuket. Thì những nơi này khách du lịch họ tới, họ né Pattaya. Là bởi vì Pattaya cái đám Trung Quốc quá nhiều. Mặc dù cái thành phố Bataya bây giờ quý vị đi á Nó giống như thành phố Sài Gòn chúng ta ngày xưa trước 75 vậy đó Mình thích lắm Nhưng mà cái đám ồn ào du lịch của Trung Quốc đó Nó làm cho mất đi cái không khí du lịch một cách chuyên nghiệp Mà một cách gọi là à, khỏe mạnh nha <laughs> Ok à. Xin visa đi du lịch à, 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 cần điều kiện gì anh Ở Mỹ chả cần gì cả ở Mỹ cầm việc không cần xin visa nữa một số nước ở Mỹ này chúng tôi không có cần phải xin visa. Quý vị đang hỏi nước Mỹ mà. Còn quý vị hỏi Việt Nam thì đi hỏi Cộng sản. Á. Nó cần cái điều kiện gì cho quý vị xuất cảnh thì tôi không biết. Ok. Còn ở Mỹ này chúng tôi đi du lịch thoải mái lắm. Ví dụ tôi đi Nhật, tôi đi Nam Hàn, tôi đi Đài Loan, tôi đi Thái Lan. Tôi đâu cần xin visa đâu. Tôi chỉ mua vé tôi đi thôi. Chả cần điều kiện gì cả. Hoặc là tôi đi Âu Châu. Tôi cũng không cần cái phải xin visa nữa ok là ở mỹ đây còn còn ở việt nam tôi chả biết ở việt nam là tùy theo máy tên việt cộng lúc nào nó cho quý vị xuất cảnh và lúc nào nó giữ passport nó không cho quý vị xuất cảnh thì quý vị đi hỏi việt cộng đó nha rồi ok à ok xin visa đi du lịch mỹ điều kiện gì anh nếu quý vị ở nam hàn quý vị là công dân nam hàn quý vị công dân nhật bản hay là quý vị là công dân đài loan chứ gì chả cần điều kiện gì hết còn quý vị là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì quý vị đi hỏi Việt Cộng. Cần điều kiện gì cho quý vị xuất cảnh. Còn nước Mỹ này nó cần họ cần điều kiện duy nhất đi phải về. Đừng trốn ở lại luôn. Làm sao quý vị cam kết được đi. Thì có đó tùy theo quý vị. Theo tôi biết thì sở dĩ đối với trường học của Việt Nam, Mỹ gây khó khăn về du lịch. Là bởi vì 10 người đi thì 8 người trốn ở lại. Do đó Mỹ rất là khó khăn. Còn đối với công dân của Nam Hàn của Nhật Bản hay là của Đài Loan đó, họ không cần nha. Rồi tiếp tục. À Ông Trump lên sẽ đánh thuế rất cao những mặt hàng của những nước không chung giá trị, nếu đóng thuế như vậy sẽ ảnh hưởng cho người tiêu dùng ở Mỹ, xin anh giải thích cái thuế đó. Thứ nhất là người tiêu dùng ở Mỹ không bị ảnh hưởng gì hết. Nếu họ không dùng sản phẩm của nước đó bây giờ ông Trump lên đầu tiên hết là ông đánh thuế vào các mặt hàng của Trung Quốc nhiều tên báo chí cánh tả nói ô anh đánh thuế như vậy cuối cùng dân Mỹ chịu nếu dân Mỹ xài tiền của xài đồ Trung Quốc thì đáng chịu còn nếu dân Mỹ xài đồ của Nhật xài đồ của Nam Hàn xài đồ của Đài Loan đâu có bị còn đi xài đồ Trung Quốc thì đáng chịu thuế cao ông Trump đánh thuế nhập cảng trước đã thì khi thuế nhập cảng lên Ví dụ, một món hàng bây giờ nó trị giá của của Trung Quốc là chỉ giá có 5 đồng. Bây giờ ông Trump đánh thuế bóp một cái, bây giờ nó tăng giá lên 50 đồng. Để nó bán thị trường Mỹ. Thì quý vị, 50 đồng đó thì coi như nó còn mắc hơn cả đồ của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Đài Loan nữa. Thì quý vị muốn mua đồ của đó thì quý vị trả thuế đó. Mắc mới gì? Còn nếu quý vị xài của Nam Hàn, của Nhật Bản, của Nam, của Đài Loan thì quý vị đâu có bị xài mà đâu có trả thuế đó đâu cái đó là cái lý luận của những kẻ gọi là tuyên truyền cho cộng sản thôi tuyên truyền cho cộng sản trung quốc thôi nói đánh thuế thì người tiêu dùng xấu dụng người tiêu dùng đừng dùng đồ trung quốc thì đâu bị gì đúng không còn quý vị xài đồ trung quốc quý vị đáng chịu quý vị xài đồ nước khác đâu có sao đâu đúng không rồi tiếp tục à ok à dù nhiều khuynh tả không ưa ông Trump nhưng họ phải công nhận chính sách kinh tế của ông rất tốt kinh tế Mỹ thời ông Trump và vọt lên 4.1 là bằng chứng vọt non lúc mà ông Trump năm 2019 thì cái mức tổng uh, sản sản lượng GDP là 3.1 trở lên 4.1 và đây là lần đầu tiên kể từ thời mà cuối trào của Bush con cho tới qua tới cái thời đại của Obama là kinh tế Mỹ không vượt quá 2% chưa bao giờ ngoi lên được 2% cả. Mà tới thời ông Trump mức tăng trưởng của GDP lên tới 3.1% là con số mà ông Trump đẩy lên được. Sau đó mới bị cái đại dịch. Thì quý vị, ai cũng biết là cái kinh tế ông Trump tốt hơn rất là nhiều nha. Yeah. Rồi cảm ơn Văn Nguyễn đóng góp 5 đồng Canada Hai Phong, à, Vân Nguyễn ở Phong Vancouver Canada Cảm ơn Vân Nguyễn rất là nhiều Rồi à, Người Nhật không bị ảnh hưởng bởi phong trào cánh tả như người Nam Hàn bởi vì nước Nhật bắt đầu từ khi mà được nước Mỹ trao trả quyền từ năm 1952 họ vẫn tôn trọng cái uh, chính thống của Nhật hoàng mặc dù bây giờ Nhật hoàng chỉ là một biểu tượng thì do cái sự tôn trọng này cho nên quý vị thấy Nhật nè rồi uh, Anh quốc nè là đảng bảo thủ nắm quyền Nhật với Anh quốc họ tôn trọng cái hoàng gia cho đó đảng bảo thủ nắm quyền ngược lại và ở Malaysia nữa ngược lại Thái Lan thì lại cũng là một cái chế độ quân chủ lập hiến nhưng mà họ có cái thành phần khuynh tả nắm quyền và cứ lâu lâu bị đảo tránh một lần Vậy bởi vì đám khuynh tả ở Thái Lan nó đẩy cái xã hội lên băng hài quá do đó phía quân đội họ đảo tránh họ giành quyền lại thì chỉ trường hợp Thái Lan thôi còn ở Nhật và ở Anh đó, hay là ở Malaysia đó thì gần như là đảng bảo thủ nắm quyền tại vì họ có một cái tinh thần tương đồng với lại phía của hoàng gia của họ Do đó thì đảng bảo thủ nắm quyền lâu đời là như vậy nha. Rồi à sao ông Trump không cấm cửa hàng tạo cộng luôn đi mà phải đánh thuế làm gì? Thứ nhất là cấm không được, hiến pháp không cho. Quyền tự do làm ăn buôn bán của công dân Mỹ chúng ta không cấm được. Họ có quyền nhập cản của hàng của bất cứ nước nào. Do công dân Mỹ, do những công ty của Mỹ. Thì cái vị ông Trump có thể sử dụng lý do an ninh quốc gia để giới hạn thôi, nhưng không cấm được. Tại vì cấm thì ổng sẽ bị các công ty đó kiện về tội vi phạm quyền hiến pháp của họ. Nhưng ông Trump có thể làm khó dễ bằng cách đánh thuế thật cao. Vấn đề còn lại là do người dân Mỹ ý thức được ý thức được hay không? Và một số công ty của Mỹ vẫn còn lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu của Trung Quốc. Ví dụ trong 30 năm nay, cái nguyên liệu mà ngành dược nó lại thuộc vào Trung Quốc. Một số nguyên liệu của ngành à kim loại cũng lệ thuộc vào Trung Quốc. Và bây giờ tới sơ mai tới nguyên liệu của sơ Conductor, nguyên liệu của những cái vỏ hỏa tiễn này nọ đó, nó thuộc về rare earth thì Trung Quốc đang kiểm soát 6 70%. Do đó, khó lắm. Có vấn đề ở chỗ là đánh thuế thôi. Đánh thuế để mà giới hạn để cho dân Mỹ đừng có ham rẻ đi xài đồ ra gọi là không tốt của Trung Quốc nữa. Thì cái điều đó là nên làm. Còn bây giờ quý vị ở một cái xã hội tự do như nước Mỹ quyền làm ăn buôn bán của người dân đâu có cản được đó là quyền hiến pháp của họ mà ok rồi y à, kế ra, ra dạo này à, đám libero cho người nhập cư vô tội vạ làm quá tải hệ thống bây giờ waiting time rất là lâu chịu thôi tôi đã nói với quý vị là vấn đề ngay cả ở Mỹ này cũng vậy ngay cả ở Mỹ này cũng vậy chúng tôi cũng phải chờ đợi rất là lâu nhưng mà có điều là vấn đề là quý vị đi khám ở bệnh viện hay là khám ở chỗ tư nhân ok thì tùy nó khác nhau và bác sĩ ở tư nhân đó họ có nhận những cái trường hợp của di dân bất hợp pháp với bảo hiểm của chính phủ hay không thì cái đó vấn đề đó là khác nữa vấn đề là ý thức thôi ý thức thôi và giới y khoa họ sẽ không thể ưu tiên cho người bản xứ người có quốc tịch hay là họ chỉ ưu tiên cho những người nào bệnh trầm trọng thôi đó là quy tắc của giới y khoa họ chỉ ưu tiên cho những người nào bị trà, bị à, trầm trọng tức là bị bệnh trầm trọng thôi chứ họ không có phân biệt là ồ, người này có quốc tịch người này thường trú nhân tôi phải ưu tiên trước với y khoa họ không có khái niệm này họ chỉ có khái niệm là ưu tiên cho những người bị bệnh trầm trọng trước thôi ok rồi à có phải nền tránh trị nhiễu nương nên kinh tế thái lan mới dậm chân tại chỗ không cô chú con thấy kinh tế indonesia campuchia coi vậy mà khá hơn nổ no kinh tế Thái Lan vẫn đứng đầu ở khu vực ở ở khu vực đó. Indonesia kinh tế Thái Lan chỉ thua cho Singapore và Malaysia thôi. Thái Lan có 70 triệu dân và họ phát triển chủ yếu là nông nghiệp và du lịch. Và Thái Lan bây giờ nông nghiệp đứng đầu ở khu vực và du lịch cũng đứng đầu ở khu vực luôn. Ai nói là kinh tế Thái Lan yếu hơn? Campuchia tại Campuchia còn đứng sau xa lắm kinh tế của Thái Lan chỉ thua cho Singapore và Malaysia thôi. Những nước ở Đông Nam Á chưa nước nào bằng từ uh, cộng sản Việt Nam cho tới Campuchia, Lào, Miến Điện, bây giờ là Philippines luôn. Philippines giờ, giờ phút này bắt đầu phát triển kinh tế tốt đó nhưng mà vẫn chưa theo kịp Thái Lan. Thái Lan được xem là đứng hàng thứ ba trong khối Đông Nam Á đó, ok? Rồi. Nhật có đủ sức để lôi kéo Thái Lan ra khỏi tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc theo chiến lược chuyển trục Hoa Kỳ không vì Thái Lan rất cấu kết với Trung Quốc là do ông Priyut. Ông Priyut là tư lệnh quân đội và ông ta đã đảo chánh và ông ta nắm quyền hết 8 năm. Do đó, ông ta đẩy Thái Lan gần tới cái mức gọi là thân cận với Trung Quốc. Nhưng sau cái đại dịch và bây giờ Thái Lan đã có một chính phủ mới thì họ lại đi gần gũi với lại khối Tây Phương nhiều hơn. Ok? là do ông Priyut, ông thủ tướng trước thôi. Còn ông Tân thủ tướng bây giờ là cái khuynh hướng của ông thân Mỹ và khuynh hướng của ông là khuynh tả nữa. OK, nó khác xa nha. OK. À... OK, cô Ra Kim một nói chuyện trên đài gì đấy, để... Hồng Anh, cô, cô em nói rất hay, không cài được cô Kim đúng là cảm nghĩ Việt Nam mình Kero Kim là anh chị Kero Kim hả? Tôi gọi chỉ là Tina Turner của Việt Nam, dòng nhạc của Việt Nam á chỉ là Tina Turner, tại vì chỉ là một trong những người trị nhạc blue hay nhất nước Việt Nam cho tới giờ phút này, hay nhất trong những người nói tiếng Việt kể cả trong nước lẫn ngoài nước, không ai hát dòng nhạc blue hay bằng chị Kero Kim hết thì năm nay chỉ gần 80 rồi quý vị ok thì chị Kero Kim là một người đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm của thời đại đương nhiên một người trải qua rất nhiều thăng trầm thì họ nói chuyện hay không dễ bị gài ok rồi à, à Thái Lan sắp tới họ có chủ trương chuyển sang công nghiệp một chút nó no. họ vẫn phát triển bình thường có điều là họ mở thêm cái sân cho giới trẻ của Thái Lan có thể à, tiếp cận với ngành công nghiệp và đặc biệt là AI nhưng mà họ vẫn không đi sai cái hướng của họ cái hướng của họ và nền kinh tế xương sống của họ vẫn là du lịch và nông nghiệp đây là nền kinh tế xương sống của họ còn chỉ thêm mắm thêm muối bên ngoài cho để đáp ứng cái nhu cầu của khu vực thôi chứ thật sự Thái Lan họ vẫn đi về cái cái uh, hướng duy trì cái xương uh, sống kinh tế của họ là nông nghiệp hải sản nông hải sản và du lịch nha ok rồi tiếp tục Ok Anh nghĩ sao về các giáo phái dị giáo ở Nam Hàn Chữ dị giáo định nghĩa của em là như thế nào Em định nghĩa như thế nào là dị giáo đây Đối với anh các tôn giáo đều giống nhau hết Đều hướng thiện cả Vấn đề là con người trong các tôn giáo đó như thế nào Còn anh chưa có bao giờ có khái niệm gọi là dị giáo cả anh không biết là em bị tuyên truyền nhồi sọ bởi cộng sản hay sao đó cái gì mà khác với mình cái là gọi người ta là dị giáo ok anh chưa có khái niệm về về cái gọi là dị giáo vấn đề còn lại là những người mà ở trong cái tôn giáo đó họ như thế nào thôi ok rồi tiếp tục à vì người mỹ rất ngán cho bên tận cổ nhờ và còn người canada rất ngán justin trudeau vấn đề ở chỗ là họ sẽ dùng lá phiếu thay đổi Họ phải dùng lá phiếu của họ thay đổi cái vận mạng của họ. Chứ không thể dùng cách khác. Thì vấn đề còn lại bây giờ dân Mỹ đang thay đổi. Còn dân Canada tôi chưa biết. Ok. Rồi. À. Giới trẻ Việt Nam cứ tìm hiểu nước nào phát triển nhất châu Á. Mà không tìm hiểu tại sao Việt Nam không thể phát triển nổi. Vấn đề cái gốc. Tại vì giới trẻ ở Việt Nam họ bị à, cái đảm cầm quyền và cái đám tuyên truyền nó vẽ cái ngọn ô công nghiệp phát triển tốt, rồi à, kỹ thuật phát triển tốt, họ gọi là công nghệ đó. Thì chạy theo. Nhưng mà họ không biết cái gốc của mình là cái gì. Thứ nhất, giáo dục mình chưa đủ trình độ để đi theo những cái hướng đó. Thứ hai là Việt Nam vốn xuất thân là một quốc gia có nền xuất khẩu công nông nghiệp là cái nền là cái nền kinh tế chủ lực bây giờ bỏ rơi hết. Cho nên bây giờ nó bị tan nát hết. Bây giờ nó bị tan nát hết. Do đó là do kẻ cai trị. Nó sỏ mũi đám trẻ. Và đám trẻ nghĩ rằng họ đang là nhân tài của đất nước. Họ đâu có biết họ là cái thứ gọi là ngu dốt nhất thế giới đâu. Họ có nghĩ họ là nhân tài của đất nước đó. Cho tới khi mà ra tới bên ngoài rồi mới bừng tỉnh. Mới thấy được. Còn núp ở trong Việt Nam thì cứ nghĩ mình là đứng đầu thế giới. Mình là đỉnh cao trí tuệ của thế giới đó. Ok. Rồi. Ok lướt qua một số cái ok dị giáo là những uh, giáo phái mà con người sáng lập đứng đầu nhận mình là thần thánh và không đi theo giáo lý thờ chính thống trục lợi à, em không có bị nhồi sọ thưa anh phong nhưng anh hỏi em em định nghĩa cho dị giáo như thế nào ủa ngày xưa chúa giêsu cũng là một người bình thường vẫn bị cái đám uh, gọi là uh, đi theo cái đạo ta giáo phái khác coi là gì coi là dị giáo đó hai ngàn năm trước Chúa Giêsu bị coi là dị giáo đó và hai ngàn năm trước Đức Phật bị xem là dị giáo đó khi mà những người Bà La Môn xem cách tu tuyển của ông của ngài là một cái thứ gì đó không đúng bình thường vấn đề ở chỗ là cái định nghĩa của em như thế nào và chính họ là còn còn treo Chúa Giêsu lên mà họ coi ngài là dị giáo đó hai ngàn năm trước vấn đề ở chỗ là định nghĩa của em chứ chữ dị giáo đó như thế nào anh không có khái niệm về dị giáo anh không có khái niệm về dị giáo anh chỉ biết là ok họ đã sáng lập một tôn giáo của họ thì mình tôn trọng nhưng mình có thích hay không là chuyện của mình và thứ hai có hợp với mình hay không và thứ ba cái người sáng lập đó như thế nào có thuyết phục được mình hay không chứ anh không coi họ là dị giáo nếu nó kêu của em á thì ngày hôm nay đấng chê không được thờ phượng Vẫn bị xem là một kẻ lạc loài dị giáo Và bị treo trên thập tự giá Nếu nói theo kiểu của em á Ok Rồi tiếp tục à, à, Chừng Chân nào nước Mỹ áp được Việt Nam trả tự cho cho nhân tù nhân chính trị được sống trên đất Mỹ Việt Nam mà không bị quấy rối đàn áp thì xem như sự thành công. Chả có gì á. Cuối cùng thì bây giờ đó quý vị, bao nhiêu kẻ đã được định cư ở nước Mỹ rồi. Và Cộng sản có dừng lại hay không? Nó có thành công hay không? Bao nhiêu người đã bị đàn áp giả mà Rồi cuối cùng bây giờ được định cư tại Mỹ đó Vậy thì có thành công không? Thành công cho chính những người đó thôi Chứ dân Việt Nam được cái gì? Cải thiện cái được cái gì cho đời sống dân Việt Nam đây? Nó vẫn như vậy Nó vẫn như vậy Rõ ràng là gì quý vị? Rõ ràng là nó sử dụng công dân của mình làm con tin nhưng mà các quốc gia lúc đầu khởi đầu thì áp lực nó về nhân quyền cuối cùng trở thành đi cứu mạng của một cá nhân tình trạng nhân quyền vẫn không gì thay đổi cả ok rồi tiếp tục à Chừng nào lấy đất nông nghiệp làm nhà nó lấy đất nông nhà máy xưởng à, tan hết rồi trong khi đó những à, công đất không màu mở thì chúng nó đưa à, khu công nghiệp đến đó thật sự quý vị tôi nói với quý vị ngay từ đầu rồi chúng ta là một cái nền kinh tế nông nghiệp và từ năm 1999 tới bây giờ năm nào liên hiệp quốc cũng báo cáo là thiếu lương thực thiếu lương thực trên thế giới và nếu mình phát triển tốt cái phần nông nghiệp cải thiện nó làm cho nó tốt hơn và cả phẩm chất hơn thì tới bây giờ chúng ta phát triển kinh tế rất là tốt nhưng cái dám dốt cai trị cộng sản nó không biết gì hết nó không thấy được cái lợi thế của đất nước nó chỉ thấy được cái nó không thấy được cái lợi cái lợi thế lâu dài mà nó chỉ chạy theo những cái uh, nhất thời thấy thế giới chạy theo công nghiệp thì cũng chạy theo công nghiệp bây giờ thấy thế giới chạy theo kỹ thuật thì nó chạy theo kỹ thuật bây giờ thấy thế giới chạy theo ai nó chạy theo ai mà nó không nhìn lại bản thân nó có đủ khả năng không thì quý vị do đó tình hình kinh tế việt nam bây giờ tan nát là như vậy tan nát là như vậy do đó tôi mới nói với quý vị là nó không nhìn thấy được Bởi vì nó không đủ khả năng quản lý Nó chỉ có cái bắp thịt về vũ lực, bạo lực Để nó chiếm quyền cai trị thôi Nó không đủ khả năng ca... quản trị một đất nước Cho nên bây giờ đất nước tan quang đó Phát triển mấy chục năm qua là nhờ cái gì? Nhờ sự vay mượn từ nước ngoài Bây giờ quý vị nói cho tôi nghe coi Nói tới Việt Nam có cái gì được là ID đây Cái ID duy nhất của Việt Nam Từ xưa tới nay sắp sửa mất rồi đó Thứ nhất là cao su Bây giờ Thái Lan người ta trồng cao su rất là nhiều nó còn qua mặt Việt Nam nữa. Thứ hai là cà phê. Nó chỉ có được hai cái này thôi. Còn bây giờ các vị hỏi tôi ID của Việt Nam là cái gì? Không có. Gạo còn phải đi nhập cảng ngược lại từ Campuchia. Chỉ có hai cái này là hai cái duy nhất là ngày từ xưa tới giờ là ID của Việt Nam. Bây giờ nó bỏ trồng cao su rồi. Nó đi trồng ba cái tầm bảy tầm bả. Trong khi Thái Lan bây giờ người ta trồng rất nhiều đồng điền cao su để mà người ta cung để người ta cung ứng cho tất cả những cái ngành khác thì cộng sản việt nam lại bỏ bây giờ chỉ còn có cái cà phê thôi mà cà phê bây giờ quý vị nó lại không có thương hiệu ở nước ngoài cuối cùng bán cái ro cà phê cho colombia để colombia chế tạo thành cái cà phê đứng đầu thế giới nó không có một cái id nào cả nói tới thái lan người ta còn nói tới gạo hải sản du lịch ok nói tới việt nam có được cái gì nói tôi nghe đi nói tới việt nam cái id đầu tiên người ta nói là con người trong việt nam bây giờ mất dạy đến một lần là người ta bỏ đi luôn đến du lịch một lần người ta bỏ đi luôn không lẽ đó là id của người việt à nó no, là do giáo dục của cộng sản thôi người việt xưa nay đâu có người việt nam xưa nay đâu có chuyện đó ok rồi tiếp tục à em đang nói những giáo phái họ thao túng chính trị gây ảnh hưởng sao ở nam hàng sao anh diễn giải theo kiểu của anh vậy anh đâu hiểu đâu em hỏi là em nói chữ dị giáo mà còn bây giờ em nói em hỏi anh về cái vấn đề tôn giáo thao túng chính trị à cái đó là vấn đề khác thì em nói là chẳng thay em nói với anh là ờ ừ, anh nghĩ sao về việc mà một số tôn giáo ở nam hàng đang thao túng chính trị thì anh có thể trả lời em được còn anh em nói chữ dị giáo thì anh hỏi em chữ định nghĩa của dị giáo là cái gì em không nói rõ em dùng chỉ dị giáo là anh thấy hơi có cái vấn đề rồi đó còn nếu em nói ồ có một số tôn giáo ở nam hàng thao túng chính trị thì quý vị tùy theo mỗi quốc gia ví dụ như ở các quốc gia ở trung đông hồi giáo vẫn thao túng chính trị thậm chí afghanistan hay là ở indonesia họ vẫn áp dụng đạo cái luật saria của hồi giáo thì cái đó có thể gọi là thao túng chính trị không ở những nước khác vẫn có. Và Vatican là toàn bộ công giáo quản trị cái bản đất Vatican. Vấn đề còn lại là người dân họ tin hay không là chuyện của họ. Niềm tin tôn giáo của em đâu? Em có tin vào những tôn giáo đó hay không? Đó là chuyện quan trọng. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Sorry quý vị, là ngày hôm nay Phong vì chưa điều chỉnh được giấc ngủ, dậy trễ. Cho nên cái chương trình này bị trễ một tiếng rưỡi đồng hồ. À, tuy nhiên cũng có mấy ngàn người vào. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!